Xin chào tất cả các bạn. Hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục học sang nội dung tiếp theo, đó là bài số 4, bài toán chuyển đường có trục quay. Trong bài học này chúng ta sẽ lần lượt tìm hiểu các khái niệm liên quan đến chuyển đường quay và một số tính chất động lực học của chuyển đường quay của vật rắn xung quanh một trục cố định. Đầu tiên chúng ta sẽ đi sang phần 4.1, các khái niệm của chuyển đường quay. Khái niệm đầu tiên là tọa độ góc. Tọa độ góc được hiểu là góc quay được của một điểm trên vật so với một đường chuẩn nào đó. Để hiểu rõ hơn về khái niệm tọa độ góc, chúng ta quan sát hai cái hình vẽ ở màn hình bên phải. Ví dụ chúng ta có một cái đĩa có trục quay tại O là tâm của đĩa này. Chúng ta sẽ xét một cái đường chuẩn là đường nằm ngang. Đường này là chúng ta tròn nha, tròn. Và trên đường chuẩn nằm ngang này có một điểm P được tròn trước, điểm P. Lúc này khi mà chúng ta quay cái đĩa nha, quay cái đĩa thì điểm P này sẽ di chuyển đến một vị trí khác. Lúc này OP sẽ tạo với đường chuẩn một góc theta và chúng ta gọi góc theta này là tọa độ góc, là góc quay được của điểm P nha. Sau khi mà chúng ta quay cái đĩa so với cái đường chuẩn mà chúng ta đã chọn trước. Và các bạn cũng cần lưu ý rằng là thông thường chúng ta quy ước nha, quy ước chiều dương tương ứng với lại là ở việc quay ngược chiều kim đồng hồ. Và khi ta chọn chiều ngược chiều kim đồng hồ là chiều dương thì có nghĩa là góc quay như thế là sẽ nhận giá trị dương. Và khi chúng ta quay chiều ngược lại và nó điểm P này đi về phía dưới đường chuẩn này thì chúng ta tự hiểu rằng là góc theta này sẽ bị âm. Giả sử khi điểm P này quay được một góc theta thì như các bạn nhìn thấy ở trên màn hình, nó cũng sẽ tạo ra một cái đường cong, là đường cong S, đường cong S nha, đường cong S. Và đây là một cái cung tròn, một cái cung tròn. Từ đó chúng ta dễ dàng xác định được mối liên hệ giữa cái cung tròn S này với góc theta thông qua phương trình S bằng R nhân theta, với R là bán kính tính từ tâm O đến điểm P nha, tới điểm P. Trong đó theta chúng ta lại lưu ý là theta này là góc tọa độ góc và cái đơn vị của nó là radian nha, radian chứ không phải là độ trong trong khu vực này. Một khái niệm nữa chúng ta cần lưu ý đó là khái niệm độ dời góc. Độ dời góc, độ dời góc được hiểu là hiệu số tọa độ góc giữa hai thời điểm bất kỳ. Ví dụ trục OS này là đường chuẩn, đường chuẩn. Ở thời điểm ban đầu, thời điểm T1 nào đó thì cái điểm P này á, nó quay được một góc là theta 1. Nó quay từ đường chuẩn này đến điểm A ở đây. Và góc tạo bởi là theta 1 hay là theta y. Sau đó một khoảng thời gian nữa thì cái điểm mà cái trục quay này nó lại tiếp tục quay từ điểm A đến điểm B và nó tạo ra một cái góc theta F, là góc lịch của OB so với là trục OS. Như vậy từ A đến B, từ A đến B được hiểu là độ dời góc, độ dời góc của độ dời góc khi mà đi từ A đến B. Và cái độ dời góc này như các bạn thấy chính là bằng hiệu tọa độ góc giữa đấy theta F và theta Y. Một khái niệm thứ hai chúng ta cần lưu ý đó là tốc độ góc. Tốc độ góc, như vậy trong cái khái niệm tọa độ góc chỉ cho chúng ta biết được cái góc quay, góc quay của một điểm ở trên vật rắn. Nhưng mà cái điểm đó ấy, nó quay nhanh hay quay chậm thì chúng ta chưa xét đến. Và bây giờ chúng ta xét đến tốc độ góc
có nghĩa là chúng ta đang xét đến là cái điểm điểm một điểm M nào đó ở trên vực ấy nó sẽ quay nhanh hay quay chậm nha. Như vậy tọa độ góc sẽ cho biết mức độ quay nhanh hay quay chậm của một điểm ở trên vực, và tốc độ góc thì có đơn vị là radian trên giây nha. Chúng ta lưu ý tốc độ góc thì có hai loại, chúng ta xét loại thứ nhất là tốc độ góc trung bình. Tốc độ góc trung bình ký hiệu là omega gạch ngang thì bằng delta theta chia cho delta t. Tốc độ góc trung bình nó cho chúng ta biết được là mức độ nhanh chậm của một cái điểm quay, nha, trong một cái khoảng thời gian delta t đủ dài nào đó, Và cái khái niệm thứ hai là tốc độ góc tức thời thì nó cho biết được tốc độ nhanh chậm của một điểm quay mà tại một thời điểm nào đó. Nha, như vậy chúng ta hiện ra là nó khác nhau hoàn toàn. Tốc độ góc tức thời chỉ cho biết được mức độ nhanh chậm tại một thời điểm nào đó, và tốc độ góc tức thời omega là bằng d theta trên dt, tức là bằng đạo hàm của cái tọa độ góc theo thời gian. Và một cái khái niệm nữa đó là vần tốc góc nha, vần tốc góc đấy thì độ lớn của vần tốc góc chính là tốc độ góc, và vần tốc góc là một đại lượng vector, và cái vector này sẽ có chiều đúng theo quy tắc đóng tay phải, và độ lớn của vần tốc góc thì chính là tốc độ góc. Bây giờ các bạn quan sát ở hình ở bên phải để chúng ta cùng tìm hiểu vector vần tốc góc thì có chiều như thế nào. Đối với hình bên trái thì các bạn thấy được rằng là gì, khi mà chúng ta thấy nếu cái đĩa này nó quay theo chiều như ở trên màn thì chúng ta cũng sẽ nắm tay phải lại và chiều từ cổ tay đến các ngón tay chỉ theo chiều quay của đĩa, thì lúc đó ngón cái chọi ra 90 độ chính là chỉ chiều của vector vượt tốc góc. Tương tự đối với cái hình vẽ thứ hai, các bạn thấy chúng ta cũng nắm tay phải lại, chiều từ cổ tay đến các ngón tay chỉ chiều quay của đĩa, lúc đó ngón cái chọi ra chỉ chiều của vector vượt tốc góc. Một khái niệm tiếp theo chúng ta cần phải nắm được đó là khái niệm gia tốc góc. Thì gia tốc góc nó cho biết mức độ thay đổi của tốc độ góc, và đơn vị của gia tốc góc là radian trên giây bình phương nha, ta lưu ý. Gia tốc góc cũng phân ra làm hai loại là gia tốc góc trung bình và gia tốc góc tức thời. Gia tốc góc trung bình thì được xác định bằng độ biến thiên của tốc độ góc theo thời gian là beta bằng delta omega chia delta t, và gia tốc góc tức thời thì bằng đạo hàm của tốc độ góc theo thời gian beta bằng d omega trên dt và bằng d phương theta trên dt phương. Và vector gia tốc góc nó sẽ có chiều phụ thuộc vào dấu của vector vần tốc góc. Rồi, chúng ta lưu ý cho đấy. Ta sang cái nội dung tiếp theo, đó là trong quá trình mà một cái vật nó quay như thế thì chúng ta biết rằng là cái nguyên nhân của chuyển động quay này không phải là do lực, nguyên nhân của chuyển động chính là do lực, nhưng mà nguyên nhân của một cái chuyển động quay nha, chuyển động quay là do moment lực gây ra. Moment lực càng lớn thì tốc độ quay của nó sẽ càng lớn. Đây, chúng ta lưu ý chỗ đấy. Bây giờ chúng ta sẽ xét một cái trường hợp như được mô tả ở trên màn hình. Đó là có một cái ốc vít. Đấy, và bây giờ chúng ta sẽ dùng một cái mỏ lết để vặn cái con vít này. Giả sử chúng ta đặt cái tay tại cái vị trí chấm đen như ở trên màn hình và tác dụng một cái lực ép, theo phương lực với phương trục ngang này, một góc là phi, được chưa? Thế thì lúc đó chúng ta sẽ đi xác định xem thử là moment lực
do cái lực ép này gây ra tại điểm O này là bao nhiêu, là bao nhiêu. Thì trước hết chúng ta cần hiểu moment lực là gì. Moment lực là một đại lượng vật lý gây ra sự thay đổi trạng thái chuyển động quay của một vật rắn quanh một trục cố định. Nên ở đây chúng ta đang xét cái bài toán là vật rắn quay quanh một trục cố định. Và như ở trên màn hình mà lúc nãy thầy đã phân tích thì cái moment lực M này nha, nó sẽ được xác định bằng hệ thức là bằng S nhân R nhân với lại là sin phi. Trong đó ta hiểu rằng là gì? F là cái lực mà tác dụng lên một cái điểm mà cách O một khoảng là ER nha. Và cái phi này là góc lực giữa vector F với lại là vector OM. Giả sử như cái điểm tác dụng là điểm M, chính là cái góc bên này, góc phi ở đây. Và nếu chúng ta kéo dài cái lực ép ra thì nó cho ra cái đường đất này, và chúng ta gọi cái đường đất này nó là cái giá của lực, giá của lực. Lúc đó cái điểm O này nó cách cái giá của lực một khoảng gọi là D. Như vậy D chỉ là khoảng cách từ O đến giá của lực, giá của lực. Thì chúng ta dễ dàng nhìn nó được ngay, đó là R nhân sin phi, R nhân sin phi chính là bằng D. Và như vậy chúng ta có công thức tính moment lực khi một lực tác dụng lên một điểm cách nha, cách trục quay một khoảng R, hoặc là giá của lực cách cái trục quay một khoảng là D, thì chúng ta có M là bằng F nhân D. Ở đây thầy nhắc lại D là cạnh thay đo, cạnh thay đo, cạnh thay đo tức là khoảng cách từ tâm quay cho đến giá của lực, giá của lực. Và F chính là độ lớn mà tác dụng đến điểm cách trục quay một khoảng, à, một khoảng OM. Khi tính moment lực chúng ta cũng có quy ước, đó là moment lực sẽ nhận giá trị dương khi vật quay ngược chiều kim đồng hồ, tức là nó quay theo chiều dương, và moment lực sẽ nhận giá trị âm khi vật quay cùng chiều kim đồng hồ, à, tức là nó quay theo chiều âm. Được. Các bạn quan sát hình vẽ ở bên này để chúng ta thấy rằng là trong hai trường hợp này, bây giờ giả sử như một cái vật có trục quay đặt tại O và có hai lực tác dụng lên vật, lực F1 và lực F2. Lực F1 có cạnh thay đoạn là D1, lực F2 có cạnh thay đoạn là D2. Như vậy moment lực của hệ hai lực này tác dụng lên cái vật rắn này sẽ bằng tổng moment lực do mỗi lực tác dụng lên cái vật rắn này nha. Và chúng ta sẽ xem tiếp, đó là rõ ràng rằng cái F1 này khi tác dụng lên vật rắn sẽ làm cho vật rắn này quay, có xu hướng quay ngược chiều kim đồng hồ. Trong khi đó cái lực F2 này khi tác dụng lên cái vật rắn thì sẽ làm cho vật rắn có xu hướng quay là cùng chiều kim đồng hồ. Như vậy moment lực do F1 gây ra sẽ nhận giá trị dương, còn moment lực do F2 gây ra sẽ nhận giá trị âm. Và như vậy moment lực do hệ hai lực gây ra là M sẽ bằng M1 trừ M2 bằng F1 D1 trừ F2 D2. Bây giờ chúng ta sẽ thử làm một số cái bài tập ví dụ để hiểu rõ hơn về tác dụng của moment lực. Câu hỏi thứ nhất như sau: nếu bạn đã tháo một cái đinh vít được vặn chặt vào miếng gỗ bằng một cái tua vít, thì bạn nên chọn cái tua vít có tay cầm dài hay là chọn một cái tua vít
có tay cầm to. Các bạn có khoảng 10 giây suy nghĩ. Và đáp án là chúng ta nên chọn một cái topic có tay cầm to nha. Mục đích của việc chọn một cái topic có tay cầm to là để cho cái bán kính của cái tay nắm nó lớn lên, và khi đó chúng ta dùng lực để xoay, và nhân với cái cánh tay đòn lớn thì dẫn đến là cái moment lực sẽ lớn và làm cho cái đinh vịt này sẽ dễ ra hơn. Còn rõ ràng là việc chúng ta cầm một cái tay tôi biết mà có tay cầm dài thì nó không có ý nghĩa trong việc làm thay đổi moment lực nha. Bây giờ chúng ta tiếp tục suy nghĩ với câu hỏi thứ hai thì sẽ trả lời như thế nào. Nếu bạn đang tháo một cái bu lông được vặn chặt vào một trục kim loại bằng một cái cờ lê, bạn nên chọn cái cờ lê có tay cầm dài hay tay cầm to như ở trên màn hình? Trong trường hợp này chúng ta cần phải sử dụng một cái cờ lê có tay cầm dài. Khi mà tay cầm đủ dài thì cái moment lực nó sẽ đủ lớn để có thể vặn được cái bu lông này ra, bởi vì chúng ta thấy rằng là khi chúng ta đặt cái tay cầm dài ra thì cái cánh tay đòn nó sẽ lớn và do đó moment lực nó sẽ lớn theo. Bây giờ chúng ta sẽ cùng làm một cái ví dụ về một cái bài toán nha, để xác định cái chiều quay của cái đĩa. Khi cái đĩa này chịu tác dụng của hai lực F1 F2 như ở trên màn hình. Câu hỏi có ví dụ như sau. Một cái đĩa tròn có thể quay quanh trục vuông góc với bề mặt đĩa đi qua tâm O. Tác dụng lên M một lực F1 cách tâm đĩa 3 cm như hình vẽ. Ở đây là lực F1 là vuông góc với OM. Tác dụng lên N lực F2 bằng 3 N và cách tâm đĩa 5 cm như hình vẽ. Và rõ ràng là lệch với cái vector bán kính này một góc 45 độ. Hỏi đĩa sẽ quay theo chiều kim đồng hồ hay ngược lại? Như vậy các bạn phân tích và chúng tôi thấy rằng là cái lực F1 này khi tác dụng lên điểm M sẽ làm cho đĩa có xu hướng là quay ngược chiều kim đồng hồ. Trong khi cái lực F2 này khi tác dụng lên điểm N sẽ làm cho đĩa có xu hướng quay ngược chiều kim đồng hồ. Và như vậy chúng ta chưa thể kết luận được là nó quay cùng chiều hay ngược chiều kim đồng hồ, mà chúng ta cần phải tính được độ lớn moment lực của hai cái lực trên. Và moment lực nào lớn hơn thì đĩa sẽ quay theo chiều của cái moment lực đó nha. Bây giờ các bạn có thể lấy giấy bút ra để thử làm bài tập này nha, xem thử kết quả ra bằng bao nhiêu. Đây là một bài tập tương đối đơn giản, chúng ta có thể thực hành và vận dụng được. Sau 1 phút sẽ có đáp án cho các bạn. Và đáp án đó là khi chúng ta tính cái
moment lực M1 thì chúng ta có M1 sẽ bằng là F1 nhân với D1, đúng chưa? F1 nhân D1 thì D1 là cạnh tay đo, tức là cái đoạn vuông góc OM đây, thì đây là cạnh tay đo luôn, và OM theo đề bài đã cho là 3 cm, thì chúng ta phải đổi về mét. F1 4 N có rồi nha, và đổi 3 cm ra 0,03 thì chúng ta thu được là 0,12 N nhân mét nha. Chúng ta lưu ý đơn vị của moment lực là Newton nhân mét, bởi vì F là Newton và D là mét. Bây giờ chúng ta sẽ tính moment lực đối với cái lực F2, thì chúng ta có M2 sẽ bằng F2 nhân D2 nha. F2 nhân D2 hai chỉnh nó bằng F2 nhân R2 nhân với sin của cái góc alpha nha, sin của 45 độ, sin của góc giữa F và vectơ bán kính ở đây. Và chúng ta cũng thay số vào, tương tự chúng ta sẽ thu được là 0,106 Newton nhân mét. Như vậy chúng ta thấy là M1 lớn hơn M2. Vậy thì chúng ta dễ dàng kết luận được là đĩa quay ngược chiều kim đồng hồ.